Thực trạng nông sản đội lốt gắn mác Sapa có lẽ đã quá quen với nhiều người dân địa phương, nhưng trong mắt du khách, hình ảnh này vô hình chung đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thương hiệu nông sản tại địa phương. Những năm gần đây, tình trạng này diễn ra ngày càng phổ biến trên nhiều tuyến phố của thị xã Sapa. Không khó để bắt gặp tấm biển quảng cáo hạt dẻ nếp Sapa. Hộp đựng in rõ bánh hạt dẻ Sapa khiến người mua dễ dàng lầm tưởng đây là đặc sản của Sapa. Hay những ngày gần đây, khi dâu tây đang vào chính vụ, thì dâu tây Trung Quốc cũng trà trộn vào thị trường, được người bán mời chào khá thuyết phục. Ở Tà Phìn, xã tôi thấy là nó rơi vào Tà Phìn với cả cái Ma Cha, nó rơi vào 80-90 nghìn. Rẻ thế nhở? Bây giờ nó đang mùa mà, và mùa vào đấy hái mình tự hái nó lấy 200. À thì bao giờ cũng thế, ví dụ như thế là khách vào kiểu là chủ yếu là vào chụp ảnh, em hiểu không? Nên là bán đắt hơn bọn chị là bọn chị đi buôn khác. Để khẳng định, chúng tôi đã mua một hộp dâu tây từ người bán đến vườn dâu tây tại xã Tà Phìn, nơi trồng dâu tây lớn nhất ở Sapa. Trên tay tôi đây là hộp dâu tây được mua từ cửa hàng mà vừa nãy chủ cửa hàng có khẳng định đây là dâu tây Sapa. Như quý vị có thể thấy, hộp dâu tây được mua tại cửa hàng thì không có độ tươi. Khi so sánh hai loại dâu tây này thì có thể thấy dâu tây của Trung Quốc có độ dài, dẹt, phần cuống lá thì to và dài hơn. Còn dâu tây Sapa có hình dáng to ở phần cuống và thuôn dần về phần đuôi. Khi chín thì màu đỏ đậm, cuống và lá quả thì cũng nhỏ hơn. Theo thông tin từ phòng kinh tế thị xã thì hiện nay chưa có vùng trồng cây rẻ tập trung và chưa có hạt rẻ để bán thành hàng hóa tại địa phương. Dâu tây hiện có khoảng 2 hecta tập trung ở xã Tà Phìn, nhưng phần lớn được du khách trực tiếp trải nghiệm hái tại vườn. Để bảo vệ thương hiệu nông sản Sapa, nhiều giải pháp đã được tính đến. Sapa cũng đã chỉ đạo các lực lượng chức năng rà soát lại toàn bộ các mặt hàng mà không đảm bảo, không đúng theo cái quy định, đặc biệt là theo cái sản phẩm mà Sapa đã được công nhận. Từ đó thì sẽ có những biện pháp xử lý mạnh để đảm bảo lập lại trật tự trong cái vụ này. Không chỉ hạt rẻ, dâu tây bị đội lốt gắn mác Sapa, mà nhiều nông sản khác khi vào vụ như đào, mận, lê, mầm đá cũng đối diện với thực trạng này. Hơn bao giờ hết, vấn đề bảo vệ uy tín thương hiệu nông sản Sapa và hình ảnh du lịch Sapa cần phải thực hiện quyết liệt hơn.